bạn, mình là Helen, mình đến từ Lead Edu, học cùng Helen. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải thích cái công thức tính thuế thu nhập cá nhân các bạn nhé, bằng hàm sum product. Các bạn có bao giờ nhìn thấy trong bảng lương của các bạn công thức tính thuế thu nhập cá nhân tính bằng công thức nào không? Mình tin rằng có rất nhiều công ty hiện nay vẫn đang dùng cái hàm IF, các cái hàm IF lồng nhau để tính thuế thu nhập cá nhân. Cái hàm IF này thì có một cái tiện lợi là nó dễ hiểu nhưng rất là dài dòng, đúng không? Và khi mà chỉ cần sai một cái phần tử thôi thì chúng ta rất khó để chúng ta có thể tìm ra và chúng ta sửa. Và mục đích của cái bài học ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ tìm hiểu một cái công thức tính thuế thu nhập cá nhân mới bằng hàm sum product các bạn nhé. Đây, công thức hàm sum product chính là cái công thức này, rất ngắn gọn và rất dễ hiểu thôi. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái nguyên tắc hoạt động của nó cũng như là cái logic tại sao hàm sum product này hoạt động được và nó trả về kết quả giống như cái công thức IF rất là dài dòng ở đây. Ok, ở đây ví dụ như là cái thu nhập tính thuế của chúng ta là 40 triệu, ở đây thì chúng ta dùng công thức cũ, đây hàm các hàm IF lồng nhau ở đây cũng ra kết quả là 6,8 triệu. Và công thức mới chúng ta dùng cái hàm sum product rất là ngắn gọn này cũng ra kết quả là 6,8 triệu. Bây giờ thì mình sẽ thử thay cái này bằng một cái mức lương mà nó lớn hơn 80 triệu, mình là ví dụ như 96 triệu đi. Ok, thì nó vẫn nhảy ra là hai cái quả này bằng nhau, đúng không? Do đó thì cái điều đầu tiên mà chúng ta xác định và thẩm định được với nhau đó là công thức tính thuế thu nhập cá nhân bằng cái hàm sum product này hoạt động đúng rồi, đúng không? Hàm sum product, công thức tính thuế này chúng ta sẽ đi giải thích theo ba cái gạch đầu dòng các bạn nhé. Ba gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái dấu sao giữa hai cái mảng này. Và cái gạch đầu dòng thứ hai là chúng ta tìm hiểu mảng 1. Mảng 1 là cái mảng mà mình bôi chữ màu xanh. Và đây là cái mảng 2 và là cái mảng mình bôi chữ màu đỏ ở đây. Trước khi đi tìm hiểu về cái công thức tính thuế thu nhập cá nhân bằng cái hàm sum product này thì chúng ta điểm qua một chút về cái cấu trúc của hàm sum product các bạn nhé. Hàm sum product có cấu trúc là sum product array 1, array 2, array 3. Array ở đây có nghĩa là mảng các bạn nhé. Đọc tiếng Anh array có nghĩa là mảng, đúng không? Thì ở đây nó sẽ liên quan đến một cái công thức mảng. Nhưng mà các bạn đừng lo, công thức mảng này hoàn toàn có thể kéo được từ trên xuống dưới mà chúng ta không cần dùng cái chức năng là Ctrl Shift Enter nữa. Chúng ta có thể kéo công thức cho người lao động đầu tiên đến người lao động cuối cùng. Ok. Và trong công thức sum product này thì cái array 1 tức là cái array bắt buộc, còn array 2, array 3 vân vân thì là những cái array tùy chọn. Trong công thức Excel thì chúng ta cũng đã biết rồi, tất cả những cái chỉ tiêu mà nó nằm trong cái dấu ngoặc vuông này là những chỉ tiêu không bắt buộc các bạn nhé. Và có hai cách để chúng ta có thể thực hiện được cái hàm sum product, đó là sum product và các array sẽ phân cách nhau bằng một cái dấu phẩy. Ở đây ví dụ như là array 1, array 2 cách nhau bằng dấu phẩy. Và cái cách thứ hai đó là các array sẽ cách nhau bằng các toán tử. Các toán tử các bạn nhé, các toán tử số học, ví dụ như là cộng trừ nhân chia. Ở đây mình lấy ví dụ như là mình có một cái array 1 là có các số từ 1 đến 6, mảng thứ hai có giá trị từ 10 cho đến 5. Ở đây bản chất của hàm sum product là nó sẽ lấy các phần tử tương ứng ở mảng 1 nó nhân với mảng 2, đúng không? Nó sẽ lấy các phần tử ở mảng 1 này nhân với mảng 2 và sau đó thì nó cộng tất cả tổng của cả các cái tích này. Và ở đây chúng ta cộng tổng lại chúng ta được là 140. Và quay trở lại với hai cái cách hoạt động của hàm sum product thì cái cách thứ nhất đó là chúng ta giữa hai mảng, ở đây mảng 1 là chúng ta lấy từ F10 cho đến F15, đây F10 cho đến F15 mảng 1 đây, và mảng 2 từ G10 cho đến G15. Ở đây chúng hai mảng này cách nhau bằng dấu phẩy. Ok, như vậy cũng cho ra kết quả là 140. Còn cách thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng cái toán tử. Toán tử ở đây là chúng ta sử dụng cái dấu nhân các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta nối hai cái mảng này bằng cái dấu nhân ở đây. Thì các bạn cũng có thể thấy là kết quả cho ra chúng ta cũng là 140. Ok, như vậy là chúng ta đã
đi giải quyết được cái gạch đầu dòng đầu tiên, chúng ta hiểu vì sao cái dấu nhân ở đây xuất hiện. Cái dấu nhân ở đây các bạn nhé, cái dấu nhân màu đỏ này này, cái dấu nhân mà mình bôi đỏ này nối giữa hai mảng, thì chúng ta biết được rằng là vì sao cái dấu năng này lại xuất hiện. Cạn lại. Ok, chúng ta đi sang cái gạch đầu dòng thứ hai, đó là chúng ta tìm hiểu vì sao lại có cái mảng 1 này. Ở đây mình sẽ tạm gọi cái mảng mà mình bôi chữ màu xanh này là mảng 1 các bạn nhé. Mảng 1 thì chúng ta sẽ có là thu nhập tính thuế, ở đây mình viết tắt là thu nhập tính thuế các bạn nhé. Thu nhập tính thuế lớn hơn hoặc bằng mà mở cái dấu ngoặc móc này 05 10 15 20 thì đây là ký hiệu của cái một cái công thức mảng. Và ở đây chúng ta các bạn sẽ hiểu rằng là ở đây nó sẽ lấy là 0 nhân với 1 triệu 5 triệu 10 triệu 18 triệu đúng không? Ok. Như vậy là ở đây nó sẽ đi so sánh cái thu nhập tính thuế của chúng ta với 0 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 18 triệu, 32 triệu, 52 triệu và 80 triệu ở đây. Nếu mà thỏa mãn thì nó sẽ đưa về cái kết quả là true, còn nếu mà không thỏa mãn thì nó sẽ đưa về kết quả là false. Và ở đây chúng ta đang thực hiện cái toán tự là nhân. Ở đây chúng ta lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao cái dấu nhân nó lại nằm ở đây đúng không? Ok, chúng ta ở đây chúng ta đang thực hiện toán tự, do đó thì nó sẽ thực hiện một cách mặc định, tức là một cách quy đổi đó, nó sẽ true tương ứng với là 1 và false tương ứng với là 0. Và ở đây ví dụ như là mình có cái thu nhập tính thuế là 40 triệu thì nó sẽ trả về kết quả là 40 triệu lớn hơn 0 trả về kết quả 1, 40 triệu lớn hơn 5 1 đúng không? 40 triệu lớn hơn 10 trả về kết quả 1, 40 triệu lớn hơn 18 trả về kết quả 1, 40 triệu lớn hơn 32 trả về kết quả 1, tức là đúng đấy. Còn 40 triệu lớn nhỏ thua 52 sẽ trả về kết quả là false, có nghĩa là 0 đúng không? 40 triệu nhỏ thua 80 trả về kết quả false, có nghĩa là 0. Ok, như vậy là chúng ta đã biết được nguyên tắc hoạt động của cái mảng 1 này. Cái mảng 1 bôi chữ màu xanh này các bạn nhé, là nó sẽ cho ra kết quả là 111 nếu là cho ra kết quả là 1 nếu là cái giá trị đó là true, tức là giá trị để thỏa mãn, còn bằng 0 nếu cái giá trị đó là false, không thỏa mãn các bạn nhé. Ok. Tương tự như vậy thì chúng ta đi qua cái mảng thứ hai xem nó hoạt động là như thế nào. Để giải quyết được cái mảng, để hiểu được cái mảng hai này thì chúng ta sẽ cần phải hiểu cái nguyên tắc hoạt động của cái cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thì trong cái phụ lục, thì đây trong cái phụ lục 01 TNCN theo cái quy định của luật thuế thì ở đây quy định là gì? Ở đây quy định là thu nhập tính thuế tính theo tháng các bạn nhé. Đến 5 triệu sẽ khấu trừ là 5% thu nhập tính thuế, đến 10 triệu từ trên 5 cho đến dưới đến 10 triệu sẽ là 10% đúng không? Còn trên 10 triệu đến 18 triệu sẽ là 15%. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái quy tắc khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần này thì chúng ta hiểu cho cô được một cái ý đầu tiên, đó là các bậc thuế sẽ hơn nhau 5% đúng không? Các bậc thuế sẽ hơn nhau 5%. Ok, ở đây từ 5 đến 10 hơn nhau 5%, 10 đến 15 hơn nhau 5%. Ok. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lấy xem là đối với từng cái bậc thuế này thì cái thu nhập tính thuế tương ứng ở mỗi bậc thuế là bao nhiêu. Cô vẫn hay nhắc các bạn học viên là khi nhắc đến cái cách khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần thì chúng ta hãy tưởng tượng đến một cái cầu thang. Trên cái cầu thang này có rất nhiều bậc thang đúng không? Có nhiều bậc thang và trên mỗi bậc thang thì sẽ có độ dài của từng bậc thang khác nhau, và trên cái bậc thang đó thì sẽ có cái phần trăm khấu trừ thuế khác nhau. Ok, như vậy là ở đây chúng ta tạm thời chúng ta quy ước cái đơn vị của chúng ta là triệu các bạn nhé. Thì cái bậc thuế đầu tiên, cái bậc 1 này này, chúng ta có 5 triệu đúng không? Bậc 2 chúng ta có là từ trên 5 đến 10 triệu thì chúng ta sẽ bằng 10 trừ 5 đúng không? Sẽ bằng 5. Bậc 3 trên 10 đến 18 triệu thì chúng ta có là bằng 18 trừ cho 10, chúng ta có là 8 triệu ở đây. Rồi bậc 4 sẽ là trên
trên 18 cho đến 32 thì chúng ta lấy 32 trừ 18 chúng ta có 14. Tiếp theo 20 triệu tiếp theo chính là bằng 52 trừ cho 32 triệu ở bậc năm ở đây, hay khấu trừ 25%. 28 triệu tiếp theo chính là bằng 80 triệu trừ cho 52 triệu ở đây, sẽ chịu thuế suất là 30%, và phần tính phần còn lại chính là bằng thu nhập tính thuế trừ cho 80 trên 80 triệu sẽ chịu thuế suất là 35%. Ok, như vậy tạm thời chúng ta có thể đặt A bằng 5%, thì chúng ta có là gì? Chúng ta có ở đây là chúng ta sẽ lấy cái thu nhập tính thuế ở mỗi bậc thang chúng ta nhân với thuế suất. Ở đây chúng ta có thu nhập tính thuế nhân với thuế suất thì chúng ta sẽ có là ở đây 5 triệu thu nhập tính thuế chúng ta nhân với A. A ở đây bằng 5% đúng không? Ok, ở đây chúng ta có 5 triệu thu nhập tính thuế chúng ta nhân với 2A. 2A chính ở đây chính là 10% đúng không? A của chúng ta bằng 5% mà. Ok, 8 triệu thu nhập tính thuế ở đây chúng ta nhân với 3A chính là nhân với 15% đây. Ok, tương tự như vậy chúng ta có 14 nhân với 4A, 20 nhân với 5A, 28 nhân với 6A và thu nhập tính thuế trừ cho 80 triệu nhân với 7A ở đây. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng là tất cả các phần tử ở đây đều có chung một cái thừa số A. Chúng ta đặt A ra làm thừa số và chúng ta mở ngoặc, chúng ta có là 5 cộng 10 ở đây đúng không? Cộng với 24 cộng với 56 cộng với 100 cộng với 168 cộng với ở đây 7 nhân với thu nhập tính thuế và chúng ta trừ cho 560, tức là ở đây chúng ta khai triển ra đúng không? Khai triển ra và chúng ta cộng trừ lại, chúng ta vẫn đặt A ở ngoài và đây chúng ta có 7 nhân với thu nhập tính thuế trừ cho 197. 197 chính là bằng 5 cộng 10 cộng 24 vân vân cộng 168 trừ cho 560 ở đây. Ok, các bạn có thể tính toán lại để các bạn kiểm chứng xem là ở đây cô trừ 197 đã đúng chưa nhé. Và ở đây thì chúng ta hãy quay về với thời học sinh của chúng ta để chúng ta thực hiện một chút liên quan đến khai triển tích các bạn nhé. Chúng ta quay về với thời học sinh để chúng ta nhớ lại cái cách khai triển tích. Ở đây chúng ta có cái kết quả là A nhân thu nhập tính thuế trừ cho 197 thì ở đây chúng ta có thì chúng ta sẽ bằng A nhân với ở đây có 7 cái thu nhập tính thuế thì chúng ta hãy liệt kê 7 cái thu nhập tính thuế ra đây. 1 2 3 4 5 6 7 có 7 cái thu nhập tính thuế xuất hiện ở đây rồi đúng không? Ok. Và 197 này thì chúng ta sẽ bóc tách ra sẽ bằng trừ 0, trừ 5, trừ 10, trừ 18, trừ 32, trừ 52 và trừ 80. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là 5, 10, 18, 32, 52 và 80 chính bằng luôn 197 ở đây. Ok. Và như vậy thì rút gọn cái công thức, tức là cái công thức này khi mà khai triển ra thì là kết quả là thế này. Còn nếu như chúng ta viết ở dạng công thức mạng thì nó có cái công thức đó là bằng 5% nhân với thu nhập tính thuế trừ cho 0, 5, 10, 18 vân vân nhân với 1 triệu ở đây. Ok, như vậy là chúng ta đã hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của cái mạng thứ hai của chúng ta rồi, đúng không? Chúng ta đã hiểu cái nguyên tắc hoạt động của cái công thức tính ở cái mạng thứ hai, cái phần bôi đỏ này rồi. Ok, trên đây mình và các bạn vừa cùng nhau đi để giải thích cái công thức tính thuế thu nhập cá nhân bằng cái hàm sum product mới. Sau khi xem video này, chúng ta hiểu được bản chất và nguyên lý hoạt động của cái công thức sum product dùng để tính thuế thu nhập cá nhân này, thì các bạn ơi, chúng ta hãy áp dụng cái tiến bộ của thời đại, chúng ta dùng công thức sum product này rất ngắn gọn và rất dễ hiểu, rất dễ dùng đúng không? Và chúng ta hãy chào tạm biệt cái công thức ít dài dòng này các bạn nhé. Ok, video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng cô trong các video tiếp theo nữa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.